Chào các em, đây là cái video cô làm để hướng dẫn các em cái cách thực hành của cái bài 2 chủ đề F trong cái phần tin học 11 sách kiến trúc máy tính. Như vậy là đầu tiên trong cái bài này thì mình cần thực hành để tạo ra cái bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ, và cái phần mềm mình dùng đó là Asset. Và trong cái sách này thì họ giới thiệu là Asset 365 nhá. Vậy nội dung của các bài thực hành họ yêu cầu như sau này. Phần thực hành này, họ yêu cầu là sử dụng phần mềm Microsoft Asset 365 tạo cái bảng sách có cấu trúc như hình 3. Hình 3 chỉ định trường mã sách là khóa chính và nhập nhiều hơn 5 bản ghi cho bảng. Như vậy thì cái bảng sách là cái bảng này này. Cái bảng đây là bảng nhân viên. Bảng 3 là cái hình này hả? Hình 3 đây. Rồi có mã sách, tên sách, số trang và tác giả. Như vậy đầu tiên ấy, các em sẽ vào là em ở đây em gọi chữ ACC cho cô này. Thì nó hiện lên asset này, mình mở asset ra. Sau đó ở đây này, mình sẽ chọn blank database. Nó sẽ hiện lên cái phần này, mình tạo ra một cái cơ sở dữ liệu. Mình sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu có tên là, ví dụ như tên của nó là database bài thực hành 2, bài thực hành của bài 2 đấy. Rồi sau đó mình ấn create này. Tiếp theo là ở đây á, các em sẽ vào create này, chọn table design này. Như vậy là bây giờ quay lại cái bảng dữ liệu nhá. Bảng dữ liệu của nó gồm có mã sách, tên sách, số trang và tác giả. Như vậy ở đâu đầu tiên là mã sách. Mã sách của nó mình chọn là short text. Quyển sách thì không biết là mã của nó thì mình cho nó khoảng độ 10 ký tự đi. Tiếp theo là tên sách. Cũng là short text. Tên sách thì mình cho nó có khoảng 30 ký tự không? Tiếp theo là mã sách, tên sách, số trang và tác giả. Số trang. Số trang mình chọn là number. Và ở đây thì mình sẽ chọn cái số nguyên, integer. Nó khoảng lên tới 32.000, hơn 32.000 trang. Và đây là tác giả. Tác giả thì là short text. Tên tác giả là gì ấy, mình cứ để khoảng độ 30 ký tự không biết. Đó, kiểu như thế. Sau đó thì họ yêu cầu là chọn mã sách làm khóa chính. Thì mình tích phải chuột vào đây này. Rồi bảo mình chọn primary key. Hoặc là ở trên đây nó sẽ có mục table design này. Khi mình chọn vào mã sách thì cái khóa chính thì nó sẽ ấn ra này. Mình chụp kiểu gì cũng được. Sau đó thì mình sẽ lưu lại này. Xếp nó lại với tên là sách. Đó. Sau khi có cái sách này rồi á, thì mình sẽ mở nó ra và chuyển nó về chế độ nhập dữ liệu. Và theo như cái yêu cầu của cái bài này á, thì nó yêu cầu là nhập bao nhiêu nhỉ? Nhập lên 5 bản ghi. Nhập lên 5 bản ghi. Đó. Nhập 5 bản ghi thì mình nhập như mã số sách là Toán 01. Ví dụ thế. Tên sách là Toán 1. Và số trang là ví dụ như thế là 100 trang đi. Tác giả ở đây là nhà xuất bản giáo dục chẳng hạn. Thế. Tiếp tục như thế, cái hai là toán là 02 đi. Toán 2 đi. Độ 200 trang. Đây. Nhà xuất bạn là cánh diều này.
Rồi, tiếp tục. Thế toán là 03 đi. Toán 3, hữu thế. Độ 250 trang. Đây là nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo. Như thế. Tiếp theo là ở đây thì mình có thể, các em có thể kéo cho nó dài ra. Đó. Làm văn là tiếng Việt. Tiếng Việt 01 đi. Đây là sách tiếng Việt. Tiếng Việt 1. Ở đây là có làm 200 trang. Sách kết nối tri thức đi. Thế đây, các em cứ vậy là nhập xong. Như vậy là yêu cầu là cái thứ nhất. Sau đó họ yêu cầu này, để tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý một thư viện, em hãy cho biết dự kiến em về cấu trúc bảng người đọc, biết rằng bảng này dùng để lưu trữ dữ liệu về những người có thể thư viện trong các trường của bảng người đọc, nên chọn trường nào làm khoa chính và giải thích. Nên em hãy nêu ví dụ về người đọc phạm vi làm một khóa. Thì trong trường hợp này, người đọc thì gồm có là mã thẻ này, đúng không? Vậy bây giờ ta sẽ trong bảng người đọc ta sẽ tạo luôn ở grid này, chọn table design tiếp này, tạo cái bảng đầu tiên là mã thẻ này, mã thẻ thư viện này, short text. Mã thẻ ở đây thì mình cho khoảng 10. Họ tên này, họ tên của độc giả là Shottech, mình cho khoảng 30 đi. Ngày sinh này, ngày sinh là date time này, và đây mình chọn là short date này, short date. Rồi tiếp tục là địa chỉ này, địa chỉ thì short X. Đây mình cho khoảng 100 đi. 100 thì nhiều quá, 50 thôi. Tiếp theo là địa chỉ, rồi là số điện thoại. Số điện thoại. Số điện thoại thì là short text. Số điện thoại thì là 10. Tiếp theo đó là, đây là một ý thì là lớp. Lớp thì short text. Lớp thì khoảng 5 chứ mấy. Đó. Thế thông tin về bạn đọc như vậy. Và trong đó thì mã thẻ là khóa chính. Cho nên là ta sẽ có primary key. Sau đó thì ta sẽ lưu nó lại với tên là người đọc. Đó. Như vậy là với cái hướng dẫn vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các em cái cách, một là tạo ra một cái bảng, sau đó hai là chuyển nó về chế độ là thích để nhập dữ liệu, và thứ ba là nếu như có vấn đề gì thì các em có thể chuyển nó về chế độ thiết kế để mình lại sửa chỉnh sửa lại. Như vậy nội dung của các bài thực hành của cái bài 2 đến đây là kết thúc. Với cái hướng dẫn này, mong là các em sẽ có thể thực hành được một cách suôn sẻ để chuẩn bị cho cái bài về học ACET. Sau khi chương trình này thì các em có một cái chương trình thi lấy chứng chỉ mốt ACET. Lưu ý nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở những video sau.